Cái này là mê nha, cái này là mê nhất luôn nha. Vừa làm xong túc thì cảm thấy da của mình nó săn chắc hơn nhiều, là trẻ hẳn ra luôn. Nhăn ở đôi mắt với trên trán cũng không còn, da nó rất là căng bóng luôn. Săn chắc cơ mặt của mình mà nó lại giảm nhăn của mình luôn, và da của mình càng ngày càng khỏe. Phải nói là cái hiệu quả thấy rõ rệt luôn. Chúng ta phải biết giữ gìn nhan sắc đẹp là có quyền à. Chị em phụ nữ nào còn trẻ đó thì mình nên làm để duy trì cái tuổi thanh xuân của mình. Nếu chị em nào mà hơi có tuổi như Tường chút xíu á, hoặc là lớn hơn Tường chút xíu nữa, thì mình phải làm.